Hello, xin chào tất cả các anh em. Thì hôm nay em có nâng cấp một cục đẩy là A850 và một súp hơi LXTVK15S bên em anh em nhé. Súp hơi 40, chiều ngang của nó chỉ có 50cm thôi. Chiều ngang của nó chỉ có 40 và sâu là 50, rất là nhỏ gọn anh em nhé. Đây, LA850 thì em chập brid vào để em chơi một quả súp hơi bát 40 này thì rất là khỏe rồi. Với bộ cô hình này thì nó là dàn máy như thế này đây nhá. Dàn máy thì trước bác lấy hầu như là thiết bị của bên em. Mic U705S này, quản lý nguồn lưới P9, một con vang lex của bác cũ rồi này, idol IP100 này, 2231 này, và cũng đẩy 4 kênh lex F7409 bác cũng lấy của bên em. Đấy, thì cả bộ dàn máy đây nha, rất là nhiều thiết bị anh em nhé, rất là nhiều thiết bị ở đây. Với 7409 này thì mỗi kênh bác đánh cho một quả full, bác cũng lấy loa lấy KT12 bên em rồi. Đấy, thì hôm nay nâng cấp thêm súp hơi anh em nhé. Đấy, 4 kênh đánh 4 quả loa và súp hơi đây, đánh sử dụng trên LA850 đang bật rất là nhỏ, anh em có thể nghe thấy như tiếng súp của nó. Mẫu súp hơi bát 40 rất nhỏ gọn đúng không anh em? Đấy, nhỏ gọn rất là đẹp đúng không ạ? Với bộ dàn máy thì dược sử tổ luôn, tổ kỹ thuật này anh em nhé. Ok chưa anh em? Lấy F7409 này, để 4V. Đấy, đang nghe nhạc này, quản lý nguồn điện cũng khá là khỏe, 226V, mic U705 lấy từ trước rồi. Đấy, thì hôm nay chỉ nâng cấp mà đẩy 2 kênh và nâng cấp thêm súp hơi 40 thôi anh em nhé, rất là ok luôn. Lấy KT12 anh em nhé, mỗi bên đánh một đã treo lên rồi. Đấy, đánh vào đẩy F7409 rất là ok luôn, phòng nhỏ nhưng mà anh hoa rất là sướng. Đây còn một đôi dao cua đằng trước này anh em nhé, rất ổn áp luôn. Bộ quên đây, súp để rất nhỏ gọn, đánh 2 kênh và tủ máy